Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã tiến hành ôn tập. Em nhớ là trong kênh YouTube của thầy đã có sẵn toán, lý, hóa, sinh, và các năm học trước thì thầy đã tiến hành ôn tập cho em hệ thống hóa kiến thức từ đầu năm cho tới cuối học kỳ 1. Hay nào, ở cái bài 9 chương 2. Ok, như vậy thì trong clip hôm nay, ở trong năm học này thì 28-29 thì thầy sẽ tiến hành quay cho em. Toán thì sẽ 2 đến 3 đề, hóa thì sẽ 2 đề, và hóa thì thầy đã up ở trên kênh rồi. Hay nào. Ok. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ ra ở cái đề đầu tiên, đề 1, và thầy cũng sẽ chia thành tiết 1 và tiết 2. Như vậy thì ở đây trong cái đề này có 5 bài em. Thầy sẽ quay cho các em ở cái bài 1, 2, 3, 4, 5, và các em sẽ tự làm trước. Sau khi các em tự làm rồi, sau đó các em sẽ tắt máy và chúng ta sẽ xem cái bài giải của thầy cũng như là cách trình bày của thầy để chúng ta học hỏi và rút kinh nghiệm. Các em hiểu nào? Thì khi đó các em mới đạt được cái thành tích cao. Tại vì cái đề này chỉ mang tính chất là chúng ta tham khảo. Các em hiểu nào? Chứ thầy cũng không biết được các tỉnh và trường của các em sẽ cho đề như nào. Và toán thì chắc chắn là đề của phòng giáo dục và sở giáo dục ra, chứ không phải là giáo viên dạy trực tiếp của em ra đâu. Chỗ thầy dạy cũng vậy em, chỗ thầy là phòng giáo dục sẽ ra. Ok, mà đề của phòng và sở ra thì rất là khó, nên chúng ta phải hết sức cố gắng. Được chưa nào? Các em đã thấy rõ cái đề này chưa nào? Bài 1 này, 1, 2, 3. Ok, các em bấm dừng lại rồi chúng ta sẽ làm nha. 3, 4, 5 này các em này. Đó, trong clip này thầy sẽ quay cho em ở bài 1, 2, 3. Và clip sau thầy dạy cho em bài 4 và bài 5. Các em có đồng ý không nào? Chứ nếu mà giải trên một clip thì rất là dài, các em xem nó cũng sẽ rất là ngắn. Vào 7 giờ ngày 7 giờ tối ngày mai thầy sẽ up cho các em ở clip ở bài 4 và bài 5. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài số 1 các em nhé. Nhớ khi chúng ta làm bài thì chúng ta phải đọc từ trên xuống dưới, đọc từ dưới lên trên. Cái đề nào, bài nào mà dễ thì chúng ta làm trước, bài khó thì làm sau. Và đừng có vội các em, tại vì chúng ta làm tới 90 phút nên chúng ta trình bày cho nó sạch sẽ, gọn gàng, làm ở đâu thì đúng ở đó. Chứ đừng có làm sau đó tẩy xóa gạch bỏ tùm lum hết, là cái cách trình bày như thế thì cũng không bao giờ mà chúng ta đạt được điểm tối đa được. Em hiểu nè. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang bài số 1. Thầy thì ham nói để chúng ta hiểu và biết nha. Một số bạn bảo thầy nói nhiều, không phải cái đâu em. Phải nói nhiều thì em có kinh nghiệm, và những cái đó là những cái mà thầy đúc kết ra được ha. Ở đây người ta yêu cầu là tính. Như vậy ở đây là 1 phần 2 x mũ 2 y nhân ở đây là 2x mũ 3 trừ 2 phần 5 x y mũ 2 trừ 1. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây sẽ bằng này. Các em thấy là tính thì bây giờ ở đây là đơn thức nhân với đa thức, thì các em sẽ lấy đơn thức này nhân vô đây, nhân vô đây và nhân vô đây. Nhân với lần lượt các hàng tử của cái đa thức ha nào. Như vậy ở đây các em chỉ lấy 1 phần 2 x mũ 2 y nhân cho 2x mũ 3 trừ cái dấu trừ thì các em viết viết lại 1 phần 2 x mũ 2 y nhân ở đây là 2 phần 5 x y mũ mũ 2, có đúng như nào? Tiếp tục nhân ta nhân vô trừ, em ghi lại 1 phần 2 x mũ 2 y ở đây kem nhân cho 1. Ok, tiếp tục em. Bây giờ kem thấy 2 nhân 1 phần 2, khi nhân đơn thức với đơn thức thì em sẽ lấy hệ số nhân hệ số, lấy 1 phần 2 nhân với 1, 1 phần 2 nhân 2 thì bằng bằng 1. Số 1 ở trước đây khỏi cần ghi. X mũ 2 nhân x mũ 3 thì thành x mũ mấy? X mũ 5 y, có đúng chưa nào? Đó, tiếp tục trừ viết lại 1 phần 2 nhân 2 phần 5. Như vậy 2 với 2 đây chúng ta triệt tiêu hết, như vậy nó còn lại là 1 phần 5, là về phần hệ số. X mũ 2 nhân x là trở thành là x mũ mũ 3, tại vì đây là 1, 2 cộng 1 là x mũ 3, hiểu nào? Y mũ 1 mà nhân với y mũ 2 thì đây là y mũ mũ 3, được chưa nào? Trừ 1 phần 2 x mũ 2 y. Đó, chúng ta làm được như này thì chúng ta đã được là gì? 0,5 điểm. Được chưa? Ok. Cái bài B này là 1 điểm này, câu C này là 0,5 điểm. Ta nhìn ở câu A một xíu nè, chúng ta sẽ đi sang câu B nhé. Trong quá trình học mà các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì các em nhớ click quảng cáo này, chia sẻ cho các bạn, like, comment tích cực để ủng hộ thầy, và đồng thời click quảng cáo để ủng hộ thầy các em nhé. Đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông. Ok, chúng ta đi sang câu B. Ta đi sang bài 1 câu B kia. Đây nó có x mũ 2 trừ 1, x mũ 2 cộng 2x trừ 1. Đó nè. Như vậy thì ở đây các em thấy nè, ở đây đa thức nhân đa thức thì chúng ta nhân ra thôi ha.
Như vậy chúng ta làm đầy đủ các bước này. Các em lấy x mũ 2 này, nhân vào đây, nhân vào đây, nhân vào đây. Như vậy xong x mũ 2 xong. Chúng ta sẽ nhân tới 1. Các em hiểu nè. Đó, như vậy thì ở đây x mũ 2 nhân x mũ 2 cộng, các em ghi cộng, x mũ 2 nhân 2x, x mũ 2 nhân trừ 1. Đó. Bây giờ trừ này, các em thấy nè. Trừ 1. Nghĩa trừ 1 nhân ở đây thì chúng ta giấu ở đây, chúng ta sẽ đỏ này. Trừ 1 nhân x mũ 2 này, trừ với cộng thành trừ 1 nhân 2x này, trừ nhân, trừ với trừ này thành cộng này, 1 nhân 1 này. Nhớ nha, ta phải đổi dấu. Ở đây x mũ 4 này cộng lại ha, 2x mũ 3 này trừ gì, x mũ 2 này trừ x mũ 2 này, trừ 2x cộng cho 1. Như vậy đây ta x mũ 4 này cộng 2x mũ 3 trừ 1x mũ 2, với trừ 1x mũ 2 thành trừ 2x mũ 2, trừ 2x cộng cho 1. Đây chính là kết quả cuối cùng của cái câu B các em nha. Ok, ta đi sang câu C luôn. X cộng 2y tất cả mũ 2. Như vậy đây chính là hằng thức số mấy các em? Đây chính là hằng thức số số 1. Như vậy nó có dạng là a cộng b tất cả mũ 2. Chúng ta đưa về x mũ 2 cộng 2ab, nghĩa là 2 nhân x nhân 2y cộng cho 2y tất cả mũ 2. Bằng x mũ 2, 2 nhân 2 đây là 4xy cộng đây là 4y mũ 2 xong. Như vậy chúng ta làm được như thế thì sẽ được 2 điểm. Các em hiểu nào? Chúng ta sẽ đi sang bài số 2 nhé. Số 2. Ok. Ta đi sang bài số 2, 2 điểm nghe mà. Ta có câu A. Phân tích đa thức sâu thành nhân tử x mũ 2 trừ 2xy. Thầy viết cái đề lại nhé. X mũ 2 trừ 2xy. Khi chúng ta viết đề phải mở con mắt cho to. Hình nó con mắt cho to thì gớm quá, nhưng mà thực sự là chúng ta phải viết cái đề cho nó chính xác nha. Đối với cái dạng này á, thì chúng ta, một là chúng ta sử dụng hằng thức, hai là chúng ta sẽ nhóm, sau đó đặt cái chung, sau đó lại xuất hiện cái chung tiếp. Thông thường là như vậy các em. Như vậy đối với bài này thì chúng ta sẽ tiến hành là nhóm này. Các em thấy 1, 2, 3. 1, 2, 3 đây trở thành một nhóm, và đây chính là hằng thức số mấy? Đây chính là hằng thức số số 2, chiều nghịch, hiểu không nào? Còn cái âm chính thì chúng ta viết riêng ra bên ngoài, các em hiểu nè. Như vậy thì x mũ 2 trừ 2xy cộng y mũ 2, chúng ta cho một nhóm âm chính ra bên ngoài đây, các em hiểu nè. Như vậy ở đây chiều nghịch thì chúng ta sẽ đưa về, như vậy nó sẽ trở thành là gì? X trừ y tất cả mũ 2 trừ 9. Như vậy số 9 này thầy sẽ đưa về trở thành là 3 mũ 2. Sau đó thầy sẽ áp dụng cái hằng đẳng thức số 3 các em ạ. Thầy sẽ áp dụng hằng đẳng thức số 3. Đó, nghĩa là ở đây nó có dạng là a mũ 2 trừ cho b mũ 2. Trong đó a chúng ta là xy và b chúng ta là số 3. Như vậy chúng ta đưa về hằng thức số 3, các em hiểu nè. Như vậy chúng ta đưa về trở thành là x trừ y cộng 3 nhân cho x trừ y cộng 3. Đó, xong. Tại vì đây là cái đề đầu tiên nên thầy cho cái đề này khá là dễ ha. Chúng ta bạn nào cũng có khả năng làm được những cái bài này. Chúng ta sang câu B nghe. Tính giá trị của biểu thức x nhân với x trừ y cộng y nhân y trừ x tại ở đây là x bằng 53 với là y bằng 3, nghĩa là chỗ nào có x thì các em sẽ thế bằng 53, chỗ nào có y các em thế bằng số 3. Nhưng mà trước khi thế chúng ta phải biến đổi, sao nào biến đổi. Như vậy ở đây bằng này, các em thấy này, ở đây là x trừ y mà đây là y trừ x. Thầy ước gì ha, thầy ước gì mà ở đây là x trừ y thì thầy sẽ đặt x trừ y ra chung. Như vậy thầy sẽ biến điều ước đó trở thành hiện thực. Như vậy thì ở đây thầy muốn đổi chỗ. Các em nhớ thầy công thức này này. Nếu như mà a trừ b thì thầy muốn trở thành b trừ a thì thầy sẽ đặt cái trừ trước, nó sẽ trở thành là b trừ a ở đây. Các em nhớ thầy công thức ở đó. Như vậy thì ở đây thầy muốn y trừ x này, thầy muốn trở thành là x trừ y, thầy sẽ đặt dấu trừ trước, thì khi đó dấu cộng này sẽ trở thành dấu trừ. Hơn nào. Như vậy thì x nhân cho x trừ y để đó. Như vậy thầy đặt dấu trừ trước ha, thì bên trong này nó sẽ quay ngược trở lại trở thành là y trừ x. Đó. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ đặt x trừ y ra chung. Bên trong còn lại là ở đây cũng là x, đây cũng là trừ trừ y. Được chưa nào? Như vậy x trừ y nhân x trừ y thì trở thành là x trừ y mũ mũ 2, tại vì a nhân a thì bằng a bình phương. Không, sau khi có x trừ y rồi, thầy ký hiệu ở đây là 1
thấy x bằng 53, y bằng 3 và 1, ta được. Nhưng mà thì nó sẽ bằng là gì? 53 trừ cho 3 mũ 2. Như vậy thì 53 trừ 3 là bằng 50 mũ 2, thì sẽ bằng là 2.500. Câu B chúng ta làm như vậy nhé. Ok. Bài 2A các em. 2B. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 3 các em nhé. Bài số 3. Được nào. Ok. Chúng ta có bài số 3A các em. Thực hiện máy tính. Ở đây là chắc chắn ta sẽ tiến hành quy đồng mẫu không nào. Quy đồng mẫu như vậy ta có 4 chia cho x cộng 2. Đề này khá dễ nhé, nó ở mức độ trung bình khá đến khá thôi, chứ còn các bạn giỏi thì tí nữa ở cái bài số 4 và bài số 5. Ok. Như vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ khi mà thực hiện phép tính đó, thì chúng ta sẽ đi tìm gì? Quy đồng mẫu thì các em sẽ đi tìm là mẫu thức chung. Nhưng mà các em thấy là x cộng 2 để x trừ 2, như vậy mẫu thức chung ta là ở đây là gì các em? Chúng ta đã chính là x cộng 2 nhân x trừ 2. Tại vì bản thân x mũ 2 trừ 4 này đó chính là bằng cái này luôn, tại vì nó chính là hạng thức số 3. Các em có hiểu không? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bằng. Như vậy chúng ta dùng thước, chúng ta kể ra giùm thầy ba cái mẫu, và chúng ta ghi ở đây là ba cái mẫu thức chung ở đây đó. Như vậy thì ở đây các em ghi là x cộng 2 này, nhân x trừ 2, x cộng 2 nhân x trừ 2 ở đây. Ở đây cũng vậy, các em thực hiện các thao tác ở đây, dấu cộng hết, ghi cộng ở đây. Các em sẽ ghi các tử lại, làm giùm thầy trình từ các bước giống như thầy là nó không bị sai các em. Rồi bây giờ các em lấy mẫu chung này này, chia cho mẫu thứ nhất được bao nhiêu nhân lên đến tử. Như vậy các em lấy mẫu này chia này thì ra được x trừ 2. Như vậy các em sẽ nhân ở đây x trừ 2, nhớ có đóng mở ngoặc nha. Tương tự như vậy thì các em lấy mẫu này chia cho mẫu này, cũng là mẫu chung chia mẫu thứ hai. Như vậy nó ra được x cộng 2, các em nhân ở đây là x cộng 2 ở đây. Lấy mẫu này chia đây, mà ở đây x mũ 2 trừ 4 thì nó cũng chính là x cộng 2 nhân x trừ 2. Như vậy chia thì nó sẽ bằng 1 nhân ở đây. Thầy nói như vậy có nhanh không nào? Cũng rất là dễ hiểu, chẳng có gì mà nhanh cả các em ạ. Như vậy sau khi mà nó cùng mẫu rồi thì các em chỉ gạch ngang, một cái gạch ngang dài. Các em ghi thầy mẫu chung ở đây, x cộng 2 nhân x trừ 2. Sau đó bây giờ các em sẽ lấy ba cái tử này cộng lại, nhưng mà trong cái trình cộng thì các em nhân luôn. Được chưa nào? Như vậy ở đây các em nhân này, 4 nhân x. Ở đây là 4x trừ 8 này, 4 nhân 2 trừ 8 này, cộng 2x cộng cho 4 à, cộng đây nhân 1 thì các em sẽ bỏ ra luôn. Được chưa? Đó. Ok. Các em hiểu nè. Bằng tiếp, bây giờ chúng ta tiến hành thu gọn thôi. X theo x này, x này, x này, x này. 4x cộng 6x à, thể loại 4x cộng 2x là 6x. 6x trừ 5x là bằng x. Âm 8 cộng 4 là bằng âm 4, cộng 6 là bằng cộng 2. Được chưa nào? Như vậy x cộng 2 chia x cộng 2 này hết. Nhưng mà trên tử này còn là 1, ở dưới đây là còn x trừ 2. Ok. Xong câu A, chúng ta nhìn xíu, chúng ta đi sang câu B. Được chưa? Ta đi sang câu B nhé. Bài 3 câu B nha. Câu B cũng rất là dễ nha. Câu B của chúng ta là gì nè? X. Thầy nói dễ là dễ, còn câu nào thầy nói đó là quan điểm của thầy thôi. Câu nào khó thì nó sẽ khó. Rồi, ở đây các em thấy nè. Bây giờ chúng ta phân tích là 5x cộng 5 thì chúng ta đặt cái gì? 5 ra chung, bên trong còn lại là gì? X cộng 1, có đúng không nào? 10x trừ 10. Thì ở đây thầy sẽ đặt cái gì ra chung nha? Thầy sẽ đặt số 10 ra chung, bên trong còn là x trừ 1. Như vậy thì ở đây cái mẫu thức chung, cái mẫu thức chung của chúng ta đó chính là 5 với 10, hệ số thì sẽ là gì? Sẽ là số 10. Còn biến là x cộng 1 nhân x trừ 1, đúng chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta bằng này,
Như vậy ở đây chúng ta chỉ ghi hai mẫu thôi nè, chúng ta chỉ ghi hai mẫu. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi lại thì nó sẽ ra được x trên cho 5 nhân cho x cộng cộng 1 trừ cho x trên cho gì 10 nhân cho x trừ 1. Sau đó các em sẽ bằng tiếp, chúng ta bắt đầu quy đồng mẫu nè. Trừ này, ở đây là x nhân này, ở đây thầy ghi mẫu chung này, 10 nhân x cộng 1, x trừ 1 ở đây, 10 nhân cho x cộng 1, nhân x trừ 1 ở đây. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ lấy cái mẫu chung này chia cho mẫu này, thì còn được là x trừ 1 nhân ở đây. Lấy mẫu này chia mẫu này thì ở đây cũng x nhân, đây là x cộng, cộng 1. Em hiểu chưa nào? Bằng tiếp như vậy ở đây, bây giờ thầy sẽ ghi ra để mà cùng một mẫu. Như vậy đây chính là 10 x cộng 1 nhân x trừ trừ 1. Như vậy bây giờ thầy nhân vô đây, như vậy đây là x mũ 2 trừ cho x. Đây nhớ là lưu ý nhau trừ này, thôi nào, x nhân x đây là trừ x mũ 2, trừ với cộng thành trừ này đó. Như vậy x mũ 2 trừ x mũ 2 bằng 0, trừ x trừ x ở đây sẽ là trừ 2x, trừ 2x nhân ở đây chia đây cho 10 nhân cho x cộng 1 nhân x trừ 1. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là trừ 2, đây là thành trừ x trên cho x cộng 1 nhân cho x trừ trừ 1. Ê, từ từ, như nó sai một chỗ em, 10 à, còn thiếu số 2 đây kia, đúng không? Như vậy đây chính là 2x này, đây 2. Thầy nhầm, do thầy đang nghĩ một cái vấn đề khác em. Thầy nhìn lại thầy giật mình. Như vậy đây 2x mũ 2, như vậy đây chính là gì? Còn là x mũ 2, ở đây là trừ cho 3x, có đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta đặt x ra bên ngoài, x ra chung, bên trong còn lại là gì em? X trừ, x trừ 3, có đúng không? Viết lại này, viết lại là kết quả cuối cùng là x nhân cho x trừ 3 chia cho 10 nhân cho x cộng 1 nhân cho x trừ 1. Cái bài này dễ hơn ăn cháo nữa mấy hôm sau. Rồi, con người thì ai cũng có lúc đúng và lúc sai các bạn, nhưng mà sai chúng ta phải chữa một cách đúng lúc thì nó sẽ mang lại kết quả rất tích cực cho các em nha. Do thầy đang suy nghĩ công việc ở trên trường em, do ra đề thi chấm điểm rồi nhập điểm SMART rồi tùm lum hết, nên cái đầu của thầy, thầy nói với em thầy muốn bể luôn. Nó rất là nhiều việc, nào thầy phải sắp xếp lịch dạy thêm này, rồi lịch trên trường, lao động, coi thi, chấm thi, quay cho các em, rồi up video, rồi nhiều ghê lắm em. Các em chưa biết được đâu, nếu các em biết các em thương thầy ghê lắm. Rồi, cảm ơn các em đã xem cái clip của thầy nhé. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 4 tổ hình này và bài số 5. Hai bài này nói chung là nó cũng khá là khó. Như vậy thì chúng ta xem rồi chúng ta giải, rồi tối và tối ngày mai thầy sẽ up video để chúng ta đối chiếu kết quả nha các em nha. Ok, rồi tới đây thì thầy xin tạm dừng. Video sau chúng ta sẽ gặp nhau. Bye bye các em nha. Nhớ click quảng cáo và chia sẻ bài giảng với thầy nha. Ok.